Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với câu chuyện Thiền Lòng Bát Bộ Hậu Truyện hồi thứ 3. Thì đây sẽ là cái hồi cuối cùng ở để công khai cho tất cả các bạn xem, còn bắt đầu từ hồi thứ 4 thì sẽ được cài đặt vào hội viên và chỉ có hội viên mới có thể thấy được. Nếu như các bạn nào thực sự muốn đăng ký hội viên thì các bạn hãy xem hết video này và đến phần cuối video sau khi kết thúc cái hồi thứ 3 này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký hội viên bằng tất cả mọi hình thức như là cài điện thoại, Momo hay bất kỳ một cái hình thức nào đó. Thì nó sẽ đơn giản hơn cho các bạn. Rồi. Và cuối đó thì mình cũng có để cái số điện thoại của mình luôn để cho các bạn nó tiện liên lạc hơn. Bây giờ thì chúng ta không, mình không làm mất thời gian của các bạn nữa, thì chúng ta vào ngày hồi thứ 3. Thiền Lòng Bát Bộ Hậu Truyện hồi thứ 3. Đoàn Dự thấy thế liền nói: "Cũng được, không cần cưỡng cầu. Võ công Tiêu Dao phái các ngươi vốn không hiểu đường lối. Nếu như thế, Bắc Minh thần công cũng là vô ý. Huống hồ lúc này lấy võ công của Giật Triều thì trong giang hồ sợ rằng cũng có rất ít địch thủ." Đoàn Giật Triều được phụ hoàng ở trước mặt khích lệ như thế, trong lòng vui sướng vô cùng. Có cơ hội nhất định phải đi Trung Nguyên sông sáo một phen, thử qua một chút về công phu mà mình nhiều năm khổ luyện. Nhưng là mặt ngoài cũng không chút nào lộ ra dáng vẻ. Đây chính là đại hoàng tử của Đoàn Dự, Đoàn Giật Triều. Về phần nhị điện hạ, Đoạn Giật Trần, tối hỉ uống rượu luận thờ ngắm hoa, nghiên cứu dịch kinh, tứ thư, thiện đạo Khổng Mạnh, tinh thông Xuân Thu, chìm đắm trong vật lý nhân sinh, đơn giản là giống Đoàn Dự năm xưa y như đúc. Mười phần ghét bỏ võ công, từ trước đến nay là kính nhi viễn trì, lúc nào cũng gièm pha. Năm đó Đoàn Dự học võ trong lòng tất nhiên không hề vui thích, cũng không cưỡng cầu. Hết thảy thuận theo tự nhiên, cứ thế từng màn chuyện cũ năm xưa lại lóe lên trong đầu. Trên đời mọi người đều có duyên phận cho riêng mình, bất kỳ sự tình gì đều không thể cưỡng cầu được, hoặc phúc hoặc tai ương, hoặc sống hoặc chết, tự do thiên định, cho nên không nên miễn cưỡng. Thế nhưng sự tình thật thú vị, Lăng Ba Vi Bộ này lại quá mức thuận tiện, một điểm tức thông lại lĩnh ngộ phi thường. Vẹn vẹn chỉ 3 ngày, liền đã có thể cùng Đoàn Dự sánh vai, chỉ là nội lực không tốt nên không thể chạy được đường xa. Đoàn Dự vừa vui vừa kinh hãi. Nếu như kẻ này chuyên tâm tập võ không quá 5 năm, chắc chắn đại xuất kỳ huynh. Có nhị tử như vậy, Đoàn Dự cảm giác rất vui mừng. Đại nhi tử thì ổn trọng, có thể tự mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước. Nhị nhi tử tiêu sái tự tại, phong làm Tiêu Dao vương, đương nhiên cũng sẽ không cùng với kỳ huynh của mình tranh đoạt hoàng vị. Người đã trung niên, tâm tất nhiên là khuây khỏa, mà lại Giật Trần trong mắt đám thị vệ cũng có điều tiếng tốt. Cả ngày hắn cùng với Ngự Lâm quân, Thần Sách quân nói chuyện trên trời dưới đất, cùng với những kẻ sĩ phu uống rượu làm thơ, bình dị gần gũi, cứ thế mà sừng huynh gọi đệ, không có chút nào phân biệt. Không hề phân biệt về thân phận cao thấp hay giàu nghèo, cho nên chúng tướng sĩ đều thích vị tiểu điện hạ này hơn. Hắn chính là Đoàn Giật Trần đang đi du ngoạn ngày hôm nay. Tam công chúa có thể nói chính là hòn ngọc quý trên tay Đoàn Dự cùng với 3 vị vương phi. Từ nhỏ sinh ra đã là cực kỳ thông minh, xinh đẹp đáng yêu. Thế là được nuông chiều từ bé, học võ lúc sợ mệt mỏi lười biếng, học văn thì lật sách liền ngủ. Cũng may nàng ta rất là thông minh, cứ học như thế mấy năm, lại cũng tiếp thu được một chút kỹ nghệ, liền càng thêm kiêu ngạo tự cho mình đã là vô địch thiên hạ. Nhìn thấy ai cũng kích động, mà người trong cung đương nhiên bất luận là ai cũng không dám cùng với nàng động thủ thật sự. Cho nên Giật Tiên liền càng thêm không kiêng nể gì cả. Nhưng hôm nay đã thấy qua một lần thiếu nữ kia có công phu, dùng trường tiên lại vượt xa mình, trong lòng không khỏi có chút thất lạc. Cô bé kia lớn hơn ta không được 2 tuổi, bằng vào ta thông minh như vậy, lại thêm ra học Uyên Thâm. Nàng ta vậy mà, hừ, nhất định là trùng hợp, đúng, nhất định. Do ta trở tay không kịp mà thôi. Nàng nghĩ như vậy, cùng Giật Trần cất bước tiến vào một cái tử quán. Chủ quán nhìn qua cách ăn mặc của hai người, cảm giác trước mắt lập tức sáng lên, vội vàng cúi đầu đến nhanh để chào hỏi. Chà, tiểu thư công tử gia. Thanh âm kéo thật dài. Mời hai vị lên trên lầu nhã tọa. Bản tiểu điếm thịt rượu, bất cứ cái gì cần có cũng đều có, trên trời dưới đất, trong nước cũng đều có. Tiền nhì trừng mắt liếc hắn một cái. Đừng có dài dòng, từ quán vắng vẻ này của các ngươi thì có thể có cái đồ vật gì tốt? Chúng ta chỉ uống trà. Tiểu nhị vội vàng đổi giọng, uống trà thì lại càng dễ,
có bản Địa Phổ Nhị Điền Hồng, còn có Tây Hồ Long Tỉnh Động Đình Bích Loa Xuân, Vũ Di Sơn Đại Hồng Bao. Giật Trần nhìn hắn một cái rồi nói: tốt, nhanh đi, liền pha cho ta một bình nhỏ Điền Hồng, còn lại thưởng cho ngươi. Nói xong liền từ trong bọc lấy ra một thỏi bạc đặt lên bàn. Tiểu Nhị có chút không tin tưởng vào hai mắt của mình, cầm lấy nén bạc xem đi xem lại. Giật Trần lại dặn dò: cần phải qua pha hai nước không có mạt bụi, sắc nhạt nhưng thanh khiết, hương thơm xông thẳng lên mũi. Tiểu Nhị vừa nghe xong: à, thì ra là người trong nghề, ai biết lại gặp được quý nhân. Một bình trà chỉ với một thỏi bạc này thì liền ngay cả quán rượu cũng mua được. Hắn mừng rỡ đến méo cả miệng, thế là trở nên càng thêm nhiệt tình chào hỏi hai vị: tiểu thư, công tử gia, hai người mời lên lầu, tiểu nhân ngay lập tức đi chuẩn bị, đảm bảo sẽ khiến cho hai vị ngài hài lòng. Nói xong hắn mặt mày hớn hở cứ thế mà bỏ chạy vào nội đường. Giật Trần vừa muốn cất bước lên lầu thì Tiền Nhi lại giữ chặt hắn, chỉ sang góc phòng hướng đông nam. Giật Trần thuận thế nhìn lại thì ra nơi đó có cái bàn đã ngồi kín người. Nhìn cách ăn mặc, có người là thường nhân khách qua đường, có người là nhân sĩ võ lâm đeo kiếm đeo đao. Một đám người như thế thật chặt vây quanh một cái bàn. Trên mặt bàn một đống thịt bò chín đã ăn hết hơn phân nửa, còn có một vò rượu lớn, có lẽ là đã uống vào không ít. Trước bàn ở giữa thì đang ngồi lại là một vị lão giả râu tóc bạc trắng, hai mắt lại là sáng ngời có thần. Sau lưng còn có một cây gậy trúc, phía trên một chữ dài: Vũ Lâm Bài Hàng Bảng. Phía trên, phía bên phải là một cái hộp nhỏ màu đen, không biết đựng thứ gì ở trong đó. Giật Trần từ trước đến nay đối với võ lâm không có hào cảm, thấy đào kiếm liền đã không thích, chỉ là ánh mắt quét qua một chút lại muốn cất bước lên lầu. Thế nhưng Tiền Nhi lại kéo hắn tìm một chỗ ngồi gần đó để ngồi xuống. Nhìn lão giả kia, Tiền Nhi liền nói với Giật Trần: nhị ca, theo ta thấy, lão già này theo như mẫu hậu giảng giải thì hắn hẳn là một người viết tiểu thuyết. Giật Trần nghe xong, nghe nhắc đến người viết tiểu thuyết, bọn hắn ở trong thâm cung há có thể nhìn thấy người viết tiểu thuyết, nhưng lại cũng đã nghe qua những quan binh kia nói, mà lại Giật Trần của bọn hắn giao hảo. Lúc này nghe Tiền Nhi nói lão già này có lẽ là người viết sách, không khỏi cũng muốn nhìn qua một chút. Tiểu Nhị kia pha một bình Điền Hồng tốt nhất: hai vị làm sao lại ngồi ở đây, há không làm mất nhã hứng, xin mời lên lầu, tiểu nhân sẽ dẫn đường. Tiền Nhi nhìn hàm hàm hắn một chút: trà cứ để nơi này, còn ngươi thì cút đi, thật sự là dài dòng, quấy rầy nhã hứng của bọn ta. Tiểu Nhị thấy thế vội vàng im lặng, cất kỹ chén trà đổ đầy nước, mời dùng thong thả, trong đầu lại là có chút không hiểu thấu. Lại nhìn lão già kia uống xong một ngụm rượu lớn: hắc hắc, chúng anh hùng, lão hủ lại vừa uống hớp rượu này, cái này thì... Trong đám người, một vị trung niên hán tử sắc mặt xanh xám, lưng đeo song đao đứng lên quát: Tiểu Nhị, đến đây, cho lão gia tử thêm một vò rượu, cứ tính vào cho ta. Lão già chắp tay mà cười: đà tạ tiểu đại gia thưởng rượu. Người kia sững sờ: Ngươi như thế nào mà lại biết ta họ Tiếu? Trong giọng nói đã có chút không dám tin. Lão già lại uống một hớp rượu: song đào Diêm La Tiêu Tử Thành, Tiếu đại gia, Thiền Vận Tiêu Cục Phó Tổng Tiêu Đầu, Thiện Dùng Tam Thập Tam Lộ Cụ Phong Đào, Đao Đao Như Gió, Thức Thức Tình Gấp. 3 năm trước đây đã một mình áp tiêu đến Thái Hành, gặp qua vô danh cửu lang thổ phỉ. Tiêu đại hiệp một thân một mình đánh chết vô danh cửu lang, không biết lão hủ nói lời này có thực hay là không. Nói xong thì đã uống hết một chén rượu lớn. Vị lão già vừa kể, mọi người đều kinh nghi luận ầm ĩ. Trách không được mấy năm nay đã không nghe thấy tin tức của vô danh cửu lang càn quấy, thì ra là đã chết dưới tay song đao Diêm La. Năm đó triều đình đã phái trọng binh về quét hắn mà không hề có kết quả. Tiếu đại hiệp thực sự là kẻ tài cao mà gan cũng lớn. Tiêu Tử Thành càng là giật mình nghĩ thầm: lão giả này vì sao lại biết được, ta không hề có rêu rao chuyện đó. Như thế đương nhiên chỉ có chính hắn biết lúc ấy là bậc nào hiểm ác, còn kém chút phải mất mạng. Một mực tu dưỡng 3 năm mới khôi phục nguyên khí, hôm nay vừa mới tái xuất liền đã bị người khác nhận ra, trong lòng đúng là rất nghi hoặc. Tiền Nhi nghe xong thì vô cùng hào hứng, thì ra sự tình là lão già này đang nói chính là những chuyện trong võ lâm đương thời, không thể bỏ lỡ. Quả nhiên lão già kia lại ăn một khối thịt bò chín: các vị,
Nếu như hỏi đường kim võ lâm xếp hạng, Lão Hủ nghĩ hơn 20 năm trước, trong chốn võ lâm hai đại tuyệt đỉnh cao thủ Nam Bắc phân chia võ lâm. Ta nghĩ chư vị đều là đã được nghe thấy Bắc Kiều Phong và Nam Mộ Dung. Lời này vừa ra mọi người liền trở nên ồn ào. Đương nhiên, đại danh của Bắc Kiều Phong cùng Nam Mộ Dung ai ai mà không biết, có ai mà không hiểu. Lại còn có người đã từng tận mắt nhìn thấy. Huynh muội Giật Trần nghe xong câu nói Bắc Kiều Phong thì tinh thần chấn động. Hai người bọn họ từ nhỏ đã biết, 20 năm trước Kiều Phong võ công đệ nhất thiên hạ, là đại ca kết bái của Phụ Hoàng. Lúc này nghe được lại cảm thấy trong lòng kích động không thôi. Lão già kia lại nói tiếp, Bắc Kiều Phong 20 năm trước võ công thiên hạ đệ nhất thì hoàn toàn là xứng đáng, mà cô Tô Mộ Dung thì cũng chỉ tạm được mà thôi. Trong danh hiệu đúng là có chút khoa trương, thực không thể cùng với Kiều Phong nổi danh thiên hạ, chia đều võ lưng, sừng Nam Bắc. Lời này vừa ra dẫn tới đám người lại làm một trận kinh nghi. Từ trước đến nay Bắc Kiều Phong Nam Mộ Dung nổi danh, mà bây giờ lão già này lại nói như thế, không biết dụng ý của hắn là như thế nào. Lập tức có người nhân tiện nói, cái lão gia tử này, lời này không thể nói loạn. Bắc Kiều Phong Nam Mộ Dung nổi danh giang hồ chính là một sự tình mà mọi người đều biết. Mà lại thời gian đã qua đi 20 năm, Kiều Phong cũng đã chết, Mộ Dung Phục đã biến mất trên giang hồ. Ngài lúc này nói ra những lời như thế, sợ sẽ làm cho người ta khó mà tin phục. Bảng xếp hạng võ lâm của ngươi cũng liền... Đúng đó, Bắc Kiều Phong Nam Mộ Dung nổi danh giang hồ, bất phân cao thấp. Cái lão nhi đầu này hồ ngôn loạn ngữ, hắn đúng là chỉ biết hết ăn lại uống. Lão già kia nghe vậy không chút nào sợ hãi, ngược lại còn cười to. Nhìn người vừa lên tiếng, Hà Nam Lạc Dương thần tiên vô địch, triệu chấn kiếp triệu anh hùng, nhất thập cửu thức linh lung thần tiên, xuất thần nhập hóa, không biết đã đả bại qua bao nhiêu hảo thủ của võ lâm. Vừa nói lại vừa uống một hớp rượu lớn. Vô địch thần tiên trên bảng xếp hạng võ lâm cũng là tiếng tăm lẫy lừng. Chỉ có điều lại tại 20 năm trước đã thua ở chính võ công bản thân rồi tuyệt tích. Người vừa lên tiếng kia nghe xong đã mặt mày xám xịt. Lão giả lại ăn vào một khối thịt bò, mà lại vẻn vẹn 3 chiêu. Đằng sau câu nói này lại dấy lên một trận ồn ào. Nhớ năm đó vô địch thần tiên triệu chấn kiếp đánh khóc Hà Nam vô địch thủ, cũng là một nhân vật nổi tiếng của võ lâm Hà Nam, lại sẽ bị 3 chiêu mà bại, không biết là thật hay là giả, lại càng không biết là có ai lợi hại được đến như vậy. Lão già bình tĩnh nói, ta biết mọi người sẽ không tin, nhưng nếu như là Triệu Đại Hiệp thua ở dưới tay cô Tô Mộ Dung thì sao? Hắn quét mắt một vòng, nhìn qua tất cả ánh mắt của mọi người. Cho nên Triệu Đại Hiệp mới cho rằng Mộ Dung Phục võ công thầm bất khả chắc. Nói xong con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào người kia. Đám người lúc này mới cảm thấy, lão già này coi ra thật không đơn giản. Bảng xếp hạng võ lâm kia chính là do một tay hắn sáng tạo. Phàm là sự tình trên võ lâm, hắn không gì không biết. Mà lại hắn còn có một bảng xếp hạng bình khí phổ, mọi chuyện rõ ràng, uy tín phi thường. Chỉ bằng vẻn vẹn một lời của hắn đã đủ khiến một người dương danh trong thiên hạ. Mọi người tại chỗ phần lớn đều là nhân sĩ võ lâm bảy tỉnh, rất ít người nhận ra Triệu Chấn Kiếp. Cho nên nghe lão già này nói một lời, tất cả đều ghé mắt nhìn lại. Mà lão già kia lại ngẩng đầu uống tiếp một ngụm rượu. Không biết Triệu Đại Hiệp không quản mấy ngàn dặm đến Vân Nam cần làm cái chuyện gì đây, hắc hắc. Một câu tiếp theo hắc hắc khiến Triệu Chấn Kiếp cả người toát ra mồ hôi lạnh, sắc mặt đỏ bừng động thân mà lên. Lão gia tử hảo nhãn lực thật là lợi hại. Triệu Mỗ năm đó đúng thật là đã thua dưới 3 chiêu linh lung thập cửu thức. Tiểu nhị đến đây, hãy mang cho lão gia tử thêm rượu thêm thịt, hết thảy cứ ghi vào cho ta. Đám người xung quanh cảm thấy lão già này càng thêm thần bí, phảng phất như thần nhân, âm thầm giật mình. Nhưng kinh hãi nhất lại là bản thân Triệu Chấn Kiếp. Mình năm đó tuổi trẻ hiếu thắng, không sợ tên tuổi của cô Tô Mộ Dung, đã xuôi về Giang Nam, một thân một mình đi cô Tô mà khiêu chiến. Trận chiến đó chỉ có Mộ Dung Phục cùng với mình hai người mà thôi. 3 chiều thất bại về sau hậm hực mà về, tuyệt đối không có người thứ ba biết được. Thế nhưng là lão già này làm như thế nào mà có thể nắm rõ? Thân phận của lão hủ này càng thêm thần bí, cảm thấy vô cùng kinh hãi. Tiền nhi lại càng nhìn thấy càng thấy thú vị. Lão gia tử ngươi không cần để ý đến bọn hắn, cứ tiếp tục nói đi.
Lão già nhìn nàng một cái, trong mắt lại hiện lên một tia sáng kỳ dị. Tốt tốt. Nhưng là giật trần thì lại nghĩ, nhóm hán tử kia đồng đều chính là võ lâm nhân sĩ, lại lặn lội đường xa mà đến tề tụ về đại lý, không biết sẽ có chuyện gì phát sinh, cần phải mau chóng thông báo cho hoàng huynh, chuẩn bị sớm đề phòng không biết chuyện gì xảy ra. Thuyết thư lão già vừa muốn mở miệng, trong đám người kia liền đứng lên một vị, tuổi tác cùng với thuyết thư lão già không sai biệt lắm. Lão tiền sinh biết người thật sự là cao minh, lão hủ bất tài, mặc dù yên lạnh vô danh lại cũng mạo muội, xin mời lão tiền sinh phỏng đoán thử xem. Thuyết thư lão già một bên vừa ăn thịt vừa nói, ha ha, nếu như Diêm Vương Địch Tiết thần y cũng coi như chỉ là hạng người vô danh, như vậy ta nghĩ tất cả những người đang ngồi đây cũng chỉ là một đám vô danh tiểu tốt mà thôi. Lời này vừa ra, ánh mắt mọi người hoàn toàn chuyển hướng nhìn sang. Mà lão già vừa đặt câu hỏi còn mắt cũng là mở thật to. Ha ha, lão phủ bội phục, chính là tại hạ Tiết Mộ Hoa. Quả nhiên hắn chính là đệ nhất thần y Diêm Vương Địch Tiết Mộ Hoa. Bởi vì thân phận đặc thù, tất cả mọi người đứng dậy cùng hắn thì lễ. Kính ngưỡng đại danh Tiết thần y đã lâu, xin hữu lễ. Tiết thần y khách khí cùng mọi người đều thấy qua. Phàm là người trong võ lâm, tất nhiên là tránh không khỏi cả ngày động đến đao kiếm. Vạn nhất có chút lời nói còn có thể cầu cứu đến Tiết thần y. Hắn mặc dù võ công không phải rất cao, nhưng uy vọng còn vượt xa những kẻ khác. Tất cả nhân sĩ hắc bạch lưỡng đạo đều muốn tới bái kiến. Tiền nhi không kiên nhẫn được nữa, các người thật sự là dài dòng, lão gia tử ngài tranh thủ thời gian nói tiếp đi. Thiết thư lão già lại là cười lên một tiếng, tốt lắm. Xếp hạng thứ 2 trên giang hồ hiện nay chính là trưởng môn sư thúc của vị Tiết thần y này, Tiêu Giao phái trưởng môn nhân, chủ nhân Phiêu Miểu Phong Linh Thiếu Cung, Hư Trúc tiên sinh. Tiết thần y nghe xong rất là cao hứng, tiểu nhị lại đến châm rượu thêm thịt cho ta. Lão già cũng không tạ, cứ thế nhận lấy, mặt mỉm cười nói, mà bài danh thứ 3 thì là đương kim đại lý quốc chủ Đoàn Dự bệ hạ. Kỳ thật người trong võ lâm không cần kiêng kỵ những lời xưng hô như thế. Thế nhưng nơi đây cách đại lý quốc chẳng qua cũng là hơn 10 dặm, cho nên mới cố ý mà nói như thế. Lục mạch thần kiếm thiên hạ vô song. Đáng tiếc, từ xưa đến nay luyện thành kiếm pháp này cũng chỉ có một người mà thôi. E rằng tương lai cũng là như thế. Huynh muội giật trần mặc dù biết phụ hoàng cũng hai vị vương phi cũng có võ công, nhưng lúc này nghe xong vậy mà đã biết vào 20 năm trước phụ hoàng đã được xếp hạng thứ 3 trong thiên hạ, nên đúng là hưng phấn không thôi. Mọi người đều biết năm đó Đoàn Dự tại Thiếu Lâm Tự đánh bại Mộ Dung Phục. Lúc này tất cả đều hiểu, đem Đoàn Dự xếp hạng như vậy đúng là không có gì quá đáng. Năm đó Thiếu Thất Sơn một trận chiến Kiều Phong độc chiến Mộ Dung Phục, Trang Tụ Hiền, Đinh Xuân Thu, hơn nữa còn là chiếm được thượng phong. Cho nên lão hủ mới nói Nam Mộ Dung không thể cùng Bắc Kiều Phong tương tề tịnh luận. Mọi người chẳng lẽ đã quên rồi sao? Lão già này cười to, cứ thế vuốt râu mà nói. Mà xếp hạng thứ 4 thì mới là Cô Tô Mộ Dung. Mọi người đều biết Bắc Kiều Phong thật ra là man nhân khiết đan Tiêu Phong, từng bị chúng ta khinh thường xem là cừu địch. Thế nhưng ông ta lại vì khiến cho bách tính Tống Liêu hai nước thoát khỏi chiến loạn mà xả thân lấy nghĩa tại Nhạn Môn Quan. Tuy không phải người Hán, nhưng lại chính là đại anh hùng của dân tộc ta. Lão già đem thanh âm cố ý nhấn mạnh. Tất cả mọi người đều phụ họa, đúng, chỉ có Tiêu Đại Hiệp mới có thể xưng thượng đại anh hùng. Thuyết từ lão già lại nói tiếp, mà Tiêu Hư Đoàn, bà vị này chính là Kim Lan huynh đệ, bây giờ đều đã có các từ duyên phận, bất đắc dĩ. Chúng hào kiệt đều lắc đầu than tiếc, biết rõ huynh đệ bọn họ ba người vì nước vì dân đã cứu vớt qua giang sơn của Đại Tống. Trong đám người lại có một người nói, lão tiên sinh, ngài giảng giải chính là võ công xếp hạng của 20 năm trước. Thế nhưng là bọn hắn, người thì chết đã chết, kẻ ẩn cư, người thì làm hoàng đế, mất tích thì mất tích, nói chi cũng vô dụng. Ở đây trước mặt đông đảo anh hùng hào kiệt, sao không nói một chút về bảng xếp hạng của võ lâm đương thời? Thuyết thư lão giả ngửa đầu uống xong một chén rượu, rượu ngon. Chư vị, bây giờ võ lâm có một môn phái hoàn toàn mới, không biết chúng anh hùng có biết hay là không? Lập tức toàn trường vậy mà lặng ngắt như tờ, tất cả đều thất sắc. Bởi vì ai cũng đều biết, có người người kinh hoàng, sắc mặt chợt biến. Lão già vuốt râu cười một tiếng, ha ha, chư vị không nên kinh hoàng, chính như các vị lo lắng.
Lão Hủ nói lời này chính là Minh giáo mà người trong giang hồ gọi là ma giáo. Giáo đồ vô cùng đông đảo, võ công quỷ dị, ít khi đi lại trong giang hồ, nhưng lại luôn luôn có oán tất quả, có sầu tất báo, cho nên người người đều sợ hãi. Không có người nào nói xen vào, lão già lại tiếp tục nói: Minh giáo phân bố cực kỳ nghiêm mật, dưới giáo chủ có Tả Hữu hộ pháp, về sau có tứ đại hộ giáo Thiền Vương, phân ra các đàn các hội, khắp cả nước thập tam tỉnh, nhân số chi chúng, sợ rằng lúc này đã không thua cả cái bang. Ngay tại 20 năm trước, giang hồ có biến đổi lớn về sau, các môn phái bề bộn nhiều việc chỉnh đốn, Minh giáo thì cấp tốc phát triển, cứ thế cho tới hôm nay đã cường đại như thế. Về phần chính tà, giang hồ sẽ tự có công luận, khả năng nhiều người gặp như vậy, chỉ thấy bọn họ làm ra những điều mờ ám, nên mới xưng là ma giáo. Không phải là lão hủ nói chuyện giật gân, nếu quả thật, phải luận đương kim võ lâm xếp hạng, Minh giáo giáo chủ có thể chính là đệ nhất trên cõi đời này. Quả nhiên là ngữ kình tứ tọa, chúng hào kiệt từng người trợn mắt há hốc mồm, vừa kinh vừa sợ. Ma giáo giáo chủ vậy mà chính là thiên hạ đệ nhất ư? Trong đám người ý nghĩ khác nhau, lão già này phải chăng là người trong Minh giáo chạy tới đây rải ra rời đồn, nói chuyện giật gân? Hắn làm sao đối với Minh giáo hiểu rõ được như vậy? Cho nên đã có người dẫn đầu hỏi: Lão tiên sinh, ta nghĩ chư vị đang ngồi còn có trong giang hồ, ai cũng chưa từng thấy qua thủ đoạn thần pháp của tên ma đầu kia, mà đã đem hắn xếp hạng thứ nhất, thật đúng là khó mà phục chúng. Trong đám người nhiều thật đã có ý tưởng này, chỉ là không dám mở miệng ra mà thôi. Có người dẫn đầu không hỏi, cao giọng phụ họa, lão già chưa trả lời. Sừ một tiếng, chỉ gặp một điểm ngân quang hiện lên, kình đạo tấn mãnh chỉ cực, ép tới mức người ta muốn hô hấp cũng đều khó khăn, thẳng tắp bay về phía người vừa lên tiếng. Quả nhiên là muốn tránh cũng không thể tránh. Có người đã kêu lên sợ hãi: Ba ba, vậy mà giống như mang theo hồi âm. Ngân quang chính là phóng vào chén rượu trên tay người vừa lên tiếng, thế nhưng chén rượu đều không có lắc lư. Người này tâm lý lập tức lạnh toát một phần, sờ lên đầu vẫn còn, thế nhưng là trên người đã toát ra một thân mồ hôi lạnh. Những người khác cũng là riêng phần mình kinh hãi, không hẹn mà cùng hướng về chén rượu kia nhìn lại. Chỉ thấy chén rượu đã bị đánh vỡ ra một cái lỗ, nhưng vẫn khảm tại trong chén, mà cái chén cũng không tổn hại. Chỉ dựa vào nội lực như vậy, e rằng các vị đang ngồi ở đây cũng đều phải tự ti về bản thân. Người kia thận trọng lấy ra vật lạ, thì ra là một nhúm giấy nhỏ. Lúc này rượu trong chén mới từ từ chảy xuống, càng là khiến mọi người sợ hãi vạn phần. Không thể tin, đương thế còn có người mang nội lực cao thâm đến như thế. Cẩn thận từng ly từng tí mở ra, thần sắc đột biến, hiển nhiên phía trên có chữ viết. Thuyết thư lão già lại là thần sắc nhàn nhã hỏi: Đoạn hồn thương Nam Đại Hiệp, nếu không ngại hãy đọc ra cho mọi người cùng nghe một chút. Thì ra người này chính là Đoạn hồn thương Nam Chấn Phong, người Hà Bắc, trên giang hồ cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Giang hồ có lời: chớ gầy với phán quan bút, chớ đụng đoạt hồn thương. Mà phán quan bút chính là Hà Bắc bạch diện phán quan Nhiếp Trọng Viễn, thiện sử một đôi hoa lê phi vũ. Phán quan bút hiếm khi gặp địch thủ, mà Nam Chấn Phong cũng là sơn thương xuất thần nhập hóa. Năm đó cùng với Nhiếp Trọng Viễn một trận giao chiến bất phần thắng bại, rồi từ đó kết làm hảo hữu chi giao, như hình với bóng, đều là những người nổi danh trên bảng xếp hạng của võ lâm. Quả nhiên bên cạnh hắn một vị ước chừng hơn 40 tuổi, diện mục trắng bệch, eo cắm song bút, thân hình khôi ngô, nhìn sang Nam Chấn Phong: Nam huynh, trên tờ giấy viết cái gì vậy? Nam Chấn Phong mặt mũi xám xịt, bưng lấy tờ giấy trong tay run rẩy đọc nói: Các hạ còn không đủ tư cách lĩnh giáo thần công của giáo chủ Minh giáo. Ta là Minh giáo Trương Cuồng. Trương Cuồng, hoàn toàn chính xác, đã đủ cuồng vọng. Hai người trong đầu càng là ong ong một tiếng: Minh giáo Trương Cuồng. Thuyết thư lão già kia nói tiếp: Không sai, thứ cho tại hạ nói thẳng, Nam Đại Hiệp chỉ sợ không tiếp nổi một chiêu nửa thức của Minh giáo giáo chủ. Nam Chấn Phong đã sững sờ ngay tại chỗ. Nhiếp Trọng Viễn liền hỏi: Lão tiên sinh vì cớ gì nói ra lời ấy? Chẳng lẽ ma giáo, Minh giáo giáo chủ thực sự là có quyền năng từ trên trời rơi xuống ư? Lão già lại uống vào một ngụm rượu lớn. Chư vị có thể thấy được võ công của Trương Cuồng này, mọi người đều không nói gì. Thuyết thử lão già lại cười ha ha:
Hắn chính là một trong tứ đại thiền vương hộ giáo của Minh giáo, xếp hạng sau cùng, Cô Ngạo Thiền Vương Trương Cuồng. Tất cả mọi người đều đã ngừng thở, không còn có người dám nói xen vào một câu. Thiết Thư lão giả tiếp tục: Cô Ngạo Thiền Vương tay này công phu, ta nghĩ tất cả mọi người đều đã nhìn thấy. Còn về phần Minh giáo giáo chủ, nói đến đây lại uống xong một chén rượu. Tiền Nhi vừa nghe càng là thấy hiếu kỳ: Uy, ngươi mau nói đi. Khung cảnh lặng ngắt như tờ, sợ Chuông Cuồng kia đột nhiên cũng nhằm về phía mình mà ném tới cái gì đó, chẳng phải là muốn phơi thầy ngay tại chỗ rồi ư? Mà Tiên Nhi lại càng nghe càng hăng say, những điều này nàng ở trong cung đều không nhìn thấy được, nghe cũng chưa từng nghe qua. Tiểu Nhị đâu, cũng liền học những người giang hồ kia, mau cho lão gia tử thêm rượu thêm thịt, cứ tính vào cho ta. Lão già cẩn thận nhìn sang hai huynh muội, lão hủ cảm ơn. Ánh mắt mọi người cũng đều lập tức tiến đến gần. Tiền Nhi lại chẳng hề để ý, nhếch lên cái mũi, hừ. Lão giả lại nói tiếp: Trương Cuồng, Minh giáo hộ giáo thiền vương xếp hạng cuối cùng, tỳ chức tướng quân. Minh giáo tất cả những việc đối ngoại chiến đấu đều là từ hắn đánh tiên phong, chiến vô bất thắng, công vô bất khắc. Tại Mạc Bắc cùng Liêu Bình đối kháng đã lâu, địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Người này tính cách cao ngạo, coi trời bằng vung. Đương nhiên trên đời chỉ phục một người, đó chính là Đường Kim Minh giáo giáo chủ. Chỉ có điều ta nghĩ hắn vừa rồi chỉ là đi ngang qua, vừa vặn nghe được mấy lời của Nam Đại Hiệp, cho nên sợ là đã xuất thủ để cảnh cáo mà thôi. Nhưng là ta nghĩ mọi người cũng không cần lo lắng, Minh giáo dù có ác hơn nữa cũng sẽ không vô duyên vô cớ đả thương người. Như thế, chẳng lẽ không phải đã làm hỏng quy củ võ lâm, há không để anh hùng trong thiên hạ hợp nhau cùng tấn công rồi ư? Hết hồi thứ 3. Rồi, sau khi kết thúc câu chuyện thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn để các bạn đăng ký vào hội viên. Như mình đã thông báo thì bắt đầu từ hồi thứ 4 thì chỉ có các bạn hội viên mới bắt đầu thấy được, và những bạn nào không ở ngoài hội viên thì mình sẽ ra, nhưng mà ra rất là lâu, có thể là 1 tuần 2 tuần thì nó mới ra. Thì bây giờ như thế này, đương nhiên là các bạn biết rằng để mà đăng ký hội viên thì các bạn để ý ở trên cái kênh của mình ấy, nó có cái dòng tham gia sát chữ đăng ký có chữ tham gia, các bạn kích vào đó thì nó sẽ hiện ra, các bạn chọn cái gói 30.000 ấy hoặc 50 giờ tùy các bạn cứ chọn 30 được rồi. Sau bạn kích vào đó thì nó sẽ hiện ra một cái giao diện để các bạn điền thông số của thẻ Visa và Mastercard. Tuy nhiên là mình biết rằng các bạn hầu như là không có Visa và Mastercard, nên ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn có thể là đăng ký bằng mọi hình thức, cũng nghĩa là bằng Momo cũng được này, card điện thoại cũng được, chuyển khoản ngân hàng cũng được, vân vân, bất cứ một cái hình thức nào. Thì tí nữa mình sẽ ghim ở cái video này cái Facebook của một bạn tên là bạn Xuân Tuyến. Bạn này chính là người bán card Visa ảo. Các bạn sẽ mua cái card Visa ảo này bằng cách nhắn tin vào cái Facebook của bạn ấy, nói là muốn đăng ký hội viên bên kênh Giải Trí Tổng Hợp là bạn ấy biết. Và các bạn lưu ý cho mình, các bạn chỉ nên đăng ký 1 tháng thôi, sau hết 1 tháng các bạn đăng ký tiếp. 1 tháng ở đây mất 30.000. Đó. Các bạn nhắn tin cho bạn ấy như vậy, và sau đó các bạn nói rằng các bạn muốn đăng ký hội viên, thì bạn ấy sẽ đưa ra những cái mà phương pháp để cho các bạn chuyển tiền vào đó. Các bạn thích chuyển tiền bằng phương pháp nào đấy, có nghĩa là chuyển 30.000 cho bạn đó. Các bạn hiểu không? Chuyển 30.000 cho bạn đó. Nếu mà như các bạn muốn dùng card điện thoại ấy, thì sẽ mất thêm phần trăm cao hơn. Các bạn tốt nhất là sử dụng phương pháp chuyển khoản bằng ngân hàng. Đó. Bằng ngân hàng. Và Momo chẳng hạn, đấy là hai cái hình thức đấy là sẽ không mất phí. Sau khi các bạn chuyển khoản cho người ta thì người ta sẽ nhắn lại cho các bạn ba cái thông số. Thứ nhất là số thẻ 16 số, ngày tháng năm hết hạn gồm 4 số. Và số CVC gồm 3 số, các bạn lấy vào đó, các bạn kích vào nút tham gia kênh của mình, bạn nhập vào là xong. Có nghĩa là hết 1 tháng sau, có nghĩa là đến ví dụ như ngày hôm nay các bạn đăng ký là ngày mùng 8 thì đến ngày mùng 8 tháng sau sẽ hết hạn, là nó hết rồi. Các bạn nếu mà bạn tiếp tục muốn đăng ký nữa thì các bạn lại liên hệ ông đấy, bạn đăng ký cho nó dễ dàng. Các bạn nó cũng dễ không? Chứ không cần thiết là chúng ta phải, nếu mà còn bạn nào mà ok hơn thì các bạn nên ra ngân hàng bạn lấy cái thẻ Visa, là nó sẽ tự động gia hạn hàng tháng, nó dễ hơn. Rồi một cái điều nữa, nếu bạn nào vẫn còn chưa hiểu và thực sự là muốn ấy thì các bạn có thể gọi lên số điện thoại của mình để trên màn hình đây. Đấy, các bạn cứ gọi thẳng, chứ còn bạn đừng có nhắn tin vào Zalo. Zalo như mình không có lên, mình hiếm khi lên Zalo lắm nên là mình sẽ không trả lời cho các bạn được đâu. Đấy, bạn cứ gọi thẳng vào số đó là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn từ đầu đến cuối. Nó có thể, các bạn có thể dùng bất kỳ hình thức nào, chuyển khoản ngân hàng, Momo, thẻ cạch điện thoại, tất cả đều có thể vào được, mất 30.000 một tháng các bạn nhá. Đấy là đơn giản như thế thôi. Rồi.
Và có một điều lưu ý nữa rằng các bạn phải nhớ là để mà thấy được cái nút tham gia trên kênh của mình á, thì nó sẽ để thấy nút tham gia thì buộc lòng các bạn phải đăng nhập ở trên máy tính và sử dụng giao diện YouTube trên máy tính và hoặc là ở điện thoại Android. Còn nếu mà không á, thì ở trên thì ta ở trên nếu mà các bạn dùng iPhone thì bạn hãy nhắn đến cái fanpage của mình ở trong phần mô tả của mỗi video, thì mình sẽ lấy cái đường đường link mình gửi cho bạn, các nhấn vào nó sẽ dễ hơn, nó sẽ mới ra được cái giao diện đó, chứ không thì bạn phải đăng nhập trên Android. Ok, các bạn nhớ nha, đây cái số điện thoại của mình ở trên này, mình sẽ để cho đó, các bạn cứ gọi thẳng tới. Và cái tí nữa ở cái dưới cái video này mình sẽ ghim cái link Facebook của bạn Xuân Tuyến. Các bạn cứ nhắn tới, các bạn nói rằng các bạn muốn mua thẻ ảo để vào kênh giải trí tổng hợp của mình làm hội viên, thì bạn đó sẽ yêu cầu các bạn bắn tiền cho bạn ấy với số tiền là 30 ngàn. Sau đó các bạn bắn xong rồi họ sẽ cung cấp cho bạn ba cái thông số để bạn nhập vào kênh của mình là xong các bạn nhé. Rồi có lẽ là rồi, nếu như bạn nào vẫn còn thắc mắc thì bạn cứ điện thoại trực tiếp đến số điện thoại của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở hồi thứ tư.